mà nó giết hết là thua đó. Đi 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 lên cưng luôn. Đi nào nhá. Má nó gõ đầu cái ngu luôn. Thì cái nó gõ nó lấy cái chảo nó xoáy trong đầu cái. Xưng cái đầu lên hai cục. Rồi chưa? Trời rồi phải không? Vô nha. Vô nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi game ma oan hồn của cô bán căng tin. Oan hồn của cô bán căng tin đúng rồi đó. Lynch Lady. Cái nhân vật của em nó nhìn giống như là Phan Đình Tùng. Hơi cọp xinh. Đâu ai đâu. Ủa? Ủa mà sao thay lên? Ủa thằng Mỹ đi thằng khác rồi. Ủa? Chị đứng trong góc. Em là gái. Rồi. Ai? Ủa sao mày là gái hả? À, vậy tự sắp xếp rồi. À, chị đầu chọc quá à chị My. Nè chị nè chị nè đó vậy nè. Rồi, à, nè ai đây? Áo vàng. Áo vàng là gái nè, gái nè. Áo vàng là anh Long. Mày rồi thằng Mỹ đen là tiếng kia là Mỹ đen. No, đây là những gì tôi chọn mà. Trả đây. Chị mày đầu chọc như chị mày phải đi tùng. Anh Tùng. Anh Tùng có gì vô nha mọi người ơi. Vô nha. Ủa nhưng mà cái này là chơi sao chị? Như là kiếm gì 10 tờ giấy gì đó ai biết. Để giải bài tập hay sao? 10 tờ giấy. Tí nữa kiếm tới tờ thứ 9 là cũng có Accenture bên phe đó rồi đó. Má mấy game gì? Giờ toàn là Accenture không vậy? Ai mà có Medkit nè. Ôi gì vậy? Có một ừ đúng rồi, cầm Medkit là mình tự cứu mình được nha anh em. Giờ đi sao? Mình đi qua bên này trước đi. Mình đi bên này trước đây. Đi bên này phải nha. Có chìa khóa nè. Ôi. Chìa khóa khu A. Ôi cái gì? Tiếng đập. Ôi bà tư căng tin lót nha, mua việc lót cho cô ơi. Ủa cái tiếng chân nó gần quá vậy ta, sao biết thằng mày nhát để chị đi trước vậy? Chị đầu chọc nó sẽ sợ chị. Đi ôi tôi đập mạnh lắm luôn hả? Sao nghe nó dừng cửa vậy? Đóng cửa nha, nó vô á. Có vô nhanh không chị? Nhanh. Ủa nhưng mà đóng cửa có chặn lại được nó không mới là vấn đề chứ. Chắc được. Ở cửa sao? Trời nghe cái miệng nó hay béo quá vậy ta. Đừng để nó líu liều nha mấy đứa. Em thấy việc làm này gian lận quá vậy em. Em nghĩ là mình nên tự là cách sinh mình tự học bài đi cho nên em về chứ. Đi. Máy kít nè. Nó đi rồi. Ôi má ơi, lụm mà muốn đái quần luôn á. Ê chị lượm được chìa khóa khu A nữa nha. Này vô phòng này có gì không? Khóa khu A là cũng được, là cảnh báo rồi tới có tìm mình đập á là mình gần tới gần. Mấy cửa này không mở được hả ta? Mọi người nhìn kỹ trên bàn nó có chìa khóa rồi đó nha. À. Mấy đứa ngọt này bấm nút E là nó ra nó ngọt á. Dạ. Ở đâu? Đi mọi người. Đâu cái gì mà ghê vậy? Chìa khóa gì nữa nè? Lụm ơi, chìa khóa. Khu C. Sao?
Sáu nè, chắc vợ của chú Sáu bữa mình tập rồi. Nè cô... Nè bà Tư Tư đâu mà bà Tư. Ông Tiến Tiến nó mới mở cửa. Chìa khóa của bên, chìa khóa của bên nè. Cái gì vậy trời, con nào mà yếu dí vậy? Thế lụm cái chìa khóa không mà rớt chim xuống đất là sao? Từ để mò lại chim, rớt chim dưới đất. Nè bạn chim bạn. Ủa, không, chim tôi sao đặt trong túi bạn? mày là nữ mà tao lộn, là phải nói là chị chim chị. Rớt chim cho chị, để trả chim cho chị nè. Ra mấy đứa ơi, mình đi nè. Phải nè, đi phải nè. Chị quánh nữa nè. Ôi, đủ luôn rồi. Tầng lầu. Staircase. Cầu thang. Chị có chìa khóa A với B nha. Mọi người coi. Ủa cái gì vậy? Anh sơ. Ôi, vậy mà. Ôi, cái tiếng nó kìa. Nó ngoài cửa. Ở đâu vậy? Ôi. Tim đập. Ôi, sao nó lướp lều ghê vậy? Chơi trên lầu. Có cách nào mà kiểu chống lại nó không vậy? Hay là không? Không, chịu. Nó bắt là chỉ có cứu thôi. Nó bắt xong là nó đi từ cái gì? Giống như mấy kia vậy hả? Chị Tư ơi, cho tới thăm chị Tư nè. Ghê quá mấy đứa ơi, sao dịch xin động quá mấy đứa ơi. Đi bên trái, Nam đi bên phải rồi. Trời ơi, con đít nó chạy kìa. Đít có gì mày chạy trong đít là thấy ghê không? Có cái tệp hồ sơ á, nãy cái tệp hồ sơ. Tìm cái tờ giấy chứ, trời ơi, mới có hai tờ mấy đứa ơi. Chết mẹ ơi, học kiểu này là ngu rồi. Gần quá vậy. Tiếng gió nữa ghê vậy. Nè, lầu nè, staircase nè. Ủa, đâu ai, rồi? Ai vậy? Nè, ai giữ chìa khóa staircase á? Ai, trời ơi. Có dưới lầu nữa hả? Dưới chợ xuống không? Hồi nãy nghe tiếng nó trên lầu á nha. Phải không? Đúng rồi. Tại nãy nghe tiếng gần mình lắm mà mình không, cửa sổ không thấy. Nghe cái lóng ơi. Có chen. Đừng có chen nữa. Ủa có ai có office không? Chị khóa office. Tôi đi khó rồi. Vậy mình phải đi bên này mọi người. Chắc trên lầu chứ đi. Ừ, chắc hết trên lầu đi. Dạ, chìa khóa gì nữa nè. Hả? Office key. Ơi. Ơi. Đứng im nha. Đứng im nha. Nó nghe tiếng chân với lại tiếng nói chuyện á. Nó đi. Ủa. Wow. Có nút nào nín thở không? Không. Trời. Kìa mày ra đi Long. Chỉ đi kiếm chim mày kìa Long. Xéo rồi. Ôi. Ủa cái tiếng vang kìa. Về đúng quen. Ui bạn ơi. Đúng ngoài á. Thở vậy lắm. Im. Long ơi. Rít ơi. Sáng mai ban chiều. Nó ở ngoài hoài ta. Ui, đứa nào mở cửa vậy? Lòng. Ê Lòng, mở cửa chạy ra bỏ chị mày lại không? Rồi nó chụp một đứa ra trước rồi tao cười ỉa nè. Cô Tư. Ê, thì mấy con này nó nhát, nó đứng rồi mọi người. Tức á. Nhưng mà phải Henry phạm. Đi. Đi ra phòng hiệu trưởng đi. Đi. Ơi. Vô. Vô lẻ. Ba tờ. Bốn tờ. Kìa nó kìa. Nó ngoài kìa. Ui, nó mở cửa kia vô được kìa. Mở cửa kia nó vô được kìa. Ôi, chuẩn bị nó vô tới đây kìa. Ủa, vô hả? Hả, à, thôi, đừng, vậy đừng di chuyển.
Cô ơi cô, ở đây có bé thỏ đè thịt thỏ ngon lắm cơ. Gần quá vậy. Phải. Sao cô đi ở đây hoài vậy cô? Bây giờ nguyên team mình á đi ra quẹo trái xong xuống cầu thang đi. Chụp nhanh lắm á. Dạ vậy khó vậy. Tại mình làm bốn tờ rồi đó. Từ từ đi rồi đi. Gần đây quá. Gần quá à, chụp liền luôn á. Nói chung là mình hạn chế mất người đi, mất người là mệt lắm. Ờ đâu, mình đâu biết chọn medkit đâu. Được, medkit nó random mà. Ủa nha vậy, khó vậy. Ủa chị nghe có vẻ nó mở cửa bên hông đi vô vậy. Sao mới ngồi xuống được ta? Rồi đi rồi. Cô ơi cô à cô ơi cô ơi cô ơi cô ơi. Đi à. Ơ kìa. Con mẹ nó vô kìa. Ta xuống lầu rồi. Cứu chị với đứa ơi, cứu chị. Thôi kệ chị đi. Mày đâu biết? Tao ở chỗ mình bắt đầu á. Phải cứu nha. Không cần cứu đâu vậy. Ủa chị Mi không biết kít mà, chị Mi kêu mình cứu được mà. Chị Mi không có biết kít, hai đứa là vết hai bệnh rồi. Mà không, cái này nó không cho lớp được mọi người. Má, nó lại cho em rồi. Mày chắc con nghĩ mẹ mày. Má đâu? Mày với mày luôn hả biết? Nó dí tao nè. Dí luôn hả? Nó dí. Đúng rồi, dí mà nó dí hết là thua đó. Đi lên cứu chị Mi. Đi ngon nhá. Má nó gõ đầu cái ngu luôn. Cái nó gõ, nó lấy cái chảo nó sáng trong đầu cái. Xưng cái đầu lên hai cục. Má hồi nãy nó ra tới cái chỗ mình spawn luôn. Má em thấy rồi. Nó đang lầu mà dưới. Mà lát nữa mình tìm được 10 tờ là tất cả 4 người phải ra đúng lại chỗ spawn nó mới cho mình về. Còn không là không về được. Ác vậy á. À, 4 người đều sống luôn á. Đúng mà phải 4 người về luôn mới nó mới cho win, còn không là không win. Khó vậy. Gái quá lòng. Em đẹp gái quá này, mũi cao, lưng hơi gồ, vai hơi gồ nha. Các bạn ơi, các bạn. Trời má nó vô tới đây luôn. Trời. Tìm em luôn hả? Trời nó ném được luôn á. Trời cái chai vô đầu em xỉn. Trời má bộ môn này khó quá vậy. Khó lắm. Ui. Ừ nó gọi em ơi. Ồ. Bọn. Tiếng chuông chùa. Trời nó gõ như. Nó gõ bon. Vô đây với cô Tư. Ghê quá à. Vô đây cô Tư chiều chứ. Quen cho lắm. Ủa còn có mình chị trong này à. Ủa nhưng mà mấy cái tờ giấy này nè. Thí dụ mà mình nhớ chỗ chứ mình không khoan lụm lên được không ta? Được. Tại vì mình càng lụm nhiều thì nó càng nổi điên, nó càng center nhanh. Ôi. Sát bên chị luôn nè. Vậy chắc cách thắng là kiểu giống như chỉ lụm chìa khóa trước thôi, nhưng mà kiểu nhớ mấy chỗ kia. Nhớ lắm, ở đây đường nó kinh lắm.
Không, em thấy hình như cũng nhỏ mà. Mọi người qua lấy mình tìm hết rồi. Thôi, rồi, rồi, đủ rồi. Bây giờ chị My lên lên chạy lấy hai tờ kia đi. Chị My lên 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 lấy giùm em hai tờ kia đây là đủ á. Ơ, đi em đi. Đi, theo em, chạy em báo rồi mà. Đi. Lấy đây, Long ơi, Long lấy cái tầng của Long. Long qua đây với tôi, Ok, ok. Tôi cứu được. Nó quẹo trái vào phòng rồi kìa. Đang chạy. Goodbye my lover. Nè, chị lượm một tờ, chị lượm một tờ ở dưới này nha mọi người, ok không? Chị lượm luôn nha. Tờ nào chị? Cái tờ ở dưới sảnh đi qua, khu nào trời? Má nó ném. Ôi. Phòng một, nét một ai tờ... lượm chưa? Chưa, phòng nét là chưa lượm nha, chị đang ở cái phòng nào ở đây có một tờ nè. Thôi, bây giờ khoan lượm. Bây giờ mọi người nào mà đứng chặt gần cái tờ giấy thì báo lên, chứ nằm ba người đứng đung chụm ba cái tờ giấy luôn, mình chụp luôn một lần là mình chạy luôn. Ok chị. Bây giờ là chị đang ở một tờ rồi nè. Giờ mọi người tìm hai tờ còn lại đi, rồi mình bóc một lần là mình chạy ra ngoài cái khu ấy luôn. Rồi, vậy biết cái tờ đó đâu rồi. Từ từ nha. Lầu B. Lầu B giữa, từ từ nha. Khi nào mà mình đứng hết ba đứa xong rồi mình chụp một lần luôn. Rồi lượm đi, lượm đi, lượm đi. Từ từ nha. Tại đang bị kẹt ở trong đây. Rồi, ra. Chỗ respawn là đâu vậy nè? Đây là chị ra tới chỗ respawn rồi mọi người ơi, ra đi. Còn ai? Rồi. Yeah. Xuất sắc. Mọi người ơi. Rồi. Ôi mấy đứa ơi, mình có thể đổi qua trò khác được mấy đứa.